đẹp mỹ mãn cho các bác đúng không ạ? Những con âm ly Đức, bác tìm đâu ra được những con âm ly Đức đẹp như thế này? Âm ly Đức đấy bạn, này, hàng của Đức đấy, quá đẹp, quá khủng luôn. Đây là con âm ly Đức, con này là con gì nhỉ? Con Siemens, con Siemens, đây, à con Siemens, con Siemens này size 60 đấy, không size 50. Con Siemens có model là RS214. Con RS214 không? Siemens RS214. Đây. Con này thì có chỉnh bát chét này, ba lăng này, cân loa lau lướt. Ở trên này thì có các chế độ này. À, TB tab này, mono đây. Nó giống ở phía trên, nó giống với lại cái ký hiệu trên này. Thôi nhé. Nó giống với ký hiệu trên này. Đấy. Một con âm ly Đức phải nói là đẹp xuất sắc cho bác. Mức giá 4.800.000. Ôi chào ôi. Bác nào đang có là Đức mà chơi nó đi, đón em nó về, phê luôn. Có nhìn đáy đẹp chưa? Đáy đẹp như mới luôn. Hàng đẹp phải nói là như mới nhé. Gần như mới luôn. Con âm ly Đức 4.800.000. Nhìn đố các bác kiếm được đâu giá mềm như thế đấy. Em dám khai giá cho bác đi so sánh nha. Bác đi so sánh thoải mái. Đây, em Tuấn quay cho bác nhìn này. Bác so sánh thoải mái đi. Ok chưa? Này. Đẹp, phải nói câu là đẹp không tì vết luôn bác ạ. Đẹp không tì vết. Ngọc Trinh chưa là cái đinh. Đúng không bác? Ngọc Trinh không là cái đinh gì đúng không các bác? Đẹp thế này cơ mà. Ui trời trời trời. Đây, nhìn này. Phê luôn. Trinh không là cái đinh. Con nhìn đẹp chưa ạ? Đây, cầu loa của nó đây. Con này đánh được cả 4 ôm bác nhá. Đánh 4 ôm bác ạ. Hai cầu loa. Đánh được cả 4 ôm luôn. Đây cầu loa. Đây đầu đất, anten. Con này chạy điện là 220V. Ôi chê chưa bác? Đẹp xuất sắc luôn. Mức giá 4.800.000. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Con âm ly này mà các bác còn không phê nữa thì không biết nói gì nữa. Đẹp không ạ? Mỹ mãn luôn. Đây là Rayo FMIM này, 4.800.000. Đẹp chấm hết luôn. Đẹp như tranh vẽ luôn ạ. Rồi em chào các bác.